Thái Võ xin kính chào quý vị. Video chia sẻ ngày hôm nay, đây là một cái câu chuyện Thái Võ xin được chia sẻ cũng như có thể nhận định sâu xa hơn. Đó là một cái bức thư đã do một bác Việt Kiều cũng đã hồi hương đi về Việt Nam sinh sống. Và từ đó thì sau những cái trải nghiệm quý vị, bác này đã nhận thấy ra được và đã rút ra được. Đây có thể gọi là những cái chia sẻ cho một cái chuyến hồi hương đầy bất ổn. Nó đúng theo như cái tiêu đề mà bác này đã gửi cho Thái Võ đây. Thì thưa quý vị, là thư này Thái Võ đã nhận được vào ngày 14 tây tháng 2 năm 2024. Với nội dung thì như thế này đây. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta có thể cùng lắng nghe. Mở đầu cái bức thư thì bác này gửi một cái lời chào cũng như có viết về cái chủ đề. Đó là chia sẻ về một cái chuyến hồi hương để bác ổn. Tuy nhiên thì bác này hiện nay thì không có cho biết tên quý vị. Có nghĩa là ẩn danh đó. Bác này chỉ cho biết là bác ấy sinh sống tại San Francisco của California. Tôi viết thư này là để chia sẻ với anh về những nỗi khó khăn và thử thách mà tôi đã gặp phải trong suốt cái chuyến hồi hương đi về Việt Nam gần đây. Mặc dù là tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng có mang theo một số tiền không nhỏ, nhưng mà cái chuyến đi nó vẫn gặp nhiều cái sự trục trặc cũng như là bất ổn không có ngờ tới. Khi mà tôi quyết định hồi hương, tôi đã mang theo 147.000 đô la Mỹ. Cái số tiền mà tôi nghĩ là nó sẽ đủ để cho tôi sống thoải mái cũng như là ổn định tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó tôi đã nhận ra rằng số tiền này nó không đủ để mà trang trải cuộc sống ở Việt Nam như là tôi đã định trước đó. Nó bao gồm cả là cái chi phí sinh hoạt, chi phí để mà chăm sóc sức khỏe và cả là các khoản chi tiêu bất ngờ. Nó đã làm hao hụt cái số tiền của tôi, nó nhanh chóng hơn là tôi đã từng tưởng tượng trước đó. Nói về người thân ở Việt Nam, đó cũng là một phần của cái vấn đề này. Họ thì họ thấy tôi về nước với cái số tiền cũng lớn, cho nên là liền tìm cách để mà vay mượn tôi. Và rồi lúc này họ lại không có ý định trả lại. Họ lợi dụng cái tình cảm và cái sự hào phóng của tôi, nó khiến cho tôi phải lâm vào một sự thiếu thốn tài chính nghiêm trọng hơn. Cho đến cái khó khăn lớn nhất đối với tôi lúc này có lẽ là cái việc thích nghi với cuộc sống mới. Sau hơn 40 năm ở Mỹ, tôi đã quen với lối sống hiện đại, bao gồm cả là cái dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến và hạ tầng giao thông nó cũng thuận tiện. Khi mà trở về Việt Nam, tôi cảm thấy như là bị lạc lõng và tôi cũng bỡ ngỡ khá là nhiều điều. Ở đây thì tôi xin được liệt kê ra 6 điều. Thứ nhất, đó là về cái vấn đề chăm sóc y tế. Nếu mà nói dịch vụ y tế ở đây nó đạt tiêu chuẩn thì cũng không hẳn. Dịch vụ y tế ở đây thì nó không có được như là ở Mỹ, không có đạt tiêu chuẩn như là ở Mỹ. Việc mà chúng ta chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh, nó không có được nhanh chóng và chính xác. Các bệnh viện và các phòng khám nhận thấy nó cũng thiếu một số thiết bị cơ sở y tế hiện đại và tôi thường phải chờ đợi rất là lâu để có thể được khám cũng như là được chữa bệnh. Cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn đề cập ở đây, đó là cái vấn đề giao thông. Và nó là giao thông ở Việt Nam nó rất là hỗn loạn, cũng như nó rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển như là xe máy, xe ô tô, đường xá thì cũng xuống cấp. Nó làm cho tôi cảm thấy bất an mỗi khi mà tôi ra đường. Và chính vì điều này, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn khi mà tôi đã quen với cái hệ thống giao thông an toàn và hiệu quả ở bên Mỹ. Cho đến cái thói quen sinh hoạt, đó là cái vấn đề thứ ba. Cái sự khác biệt về thói quen sinh hoạt cũng như là văn hóa, nó khiến cho tôi khó thích nghi. Chất lượng không khí nhận thấy nó cũng ô nhiễm nhiều. Tiếng ồn thì nó cũng nhiều. Cũng như nó thiếu vắng đi cái không gian riêng tư. Đó là một cái điều mà khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi, cũng như là tôi vô cùng căng thẳng. Cái vấn đề thứ tư đó là cái sự an toàn. Thực ra thì an ninh ở một khu vực nó cũng quan trọng lắm. Tuy nhiên thì nó đã khiến cho tôi luôn lo lắng khi mà tôi đi về Việt Nam. Bởi vì cái tài sản của tôi cũng như là cái sự an toàn của tôi nó quan trọng lắm. Phải nói là ở Việt Nam có nhiều cái vụ trộm cắp cũng như là lừa đảo nó cũng thể xảy ra thường xuyên. Nó làm cho tôi cảm thấy
tôi không có cảm thấy yên tâm khi mà tôi đi ra ngoài được. Cho đến cái dịch vụ công cộng, đó là yếu tố thứ năm. Các dịch vụ công cộng như là điện nước và internet nó không có được ổn định. Việc mất điện hay là mất nước nó đột ngột như vậy đó làm cho cuộc sống của tôi hàng ngày nó cũng gặp nhiều cái sự khó khăn hơn. Internet thì chậm chạp, nó khiến cho cái việc liên lạc giữa tôi và những bạn bè cũng như là những người thân ở nước ngoài nó đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Cho đến cái vấn đề thứ sáu, đó là cái vấn đề giá cả. Mặc dù là ở Việt Nam có tiếng là giá cả phải chăng, nhưng mà tôi đã phát hiện ra rằng các mặt hàng nhập khẩu và các dịch vụ chất lượng cao ở đây nó lại rất là đắt đỏ. Điều này nó đã làm cho tôi cảm thấy khó khăn trong việc mà tôi duy trì một cái mức sống mà tôi mong muốn trước đó. Ngoài những cái điều khó khăn về tài chính cũng như là cái sự thích nghi, tôi còn phải đối mặt với nhiều cái vấn đề sức khỏe khi mà tuổi già nó kéo theo nhiều cái sự bệnh tật. Việc mà không có những dịch vụ y tế chất lượng cao và khó khăn trong việc tiếp cận những thuốc men, nó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng về cái tình trạng sức khỏe của mình. Thêm vào đó là những phương tiện đi lại đôi khi nó không có được phù hợp, đó cũng là một sự trở ngại lớn đối với tôi. Sau khi mà tôi đã quen với xe hơi, đó là một cái phương tiện tiện nghi tại Mỹ, việc mà di chuyển bằng xe máy hay là những cái chiếc xe hơi cũng đời cũ ở Việt Nam, nó làm cho tôi cảm thấy không có được an toàn cũng như là rất là bất tiện. Tất cả những cái khó khăn này nó đã làm cho tôi suy nghĩ lại về cái quyết định hồi hương của mình, dù là rất là muốn sống ở gần người thân cũng như là được sống trên quê hương. Nhưng mà cái vấn đề thực tế, cuộc sống ở Việt Nam nó không có như tôi tưởng. Tôi đang cân nhắc việc trở về Mỹ để có một cuộc sống ổn định và an toàn hơn. Cảm ơn anh đã lắng nghe cũng như là chia sẻ cùng tôi. Hy vọng rằng qua những cái sự trải nghiệm này, chúng ta có thể rút ra được đó là những cái bài học quý báu cho tương lai của mình. Chúc anh sức khỏe và bình an. Thì đó là cái lá thư thứ nhất quý vị. Cho đến cái lá thư thứ hai, bác này cũng tâm sự thêm, viết cái tiêu đề là tâm sự về những cái nỗi khó khăn khi mà sống ở Việt Nam. Có nghĩa là bác này viết thêm đó quý vị. Chào Thái Võ, tôi muốn tiếp tục chia sẻ với anh về những cái sự khó khăn cũng như là những cái sự thất vọng mà tôi đã trải qua trong suốt cái chuyến hồi hương đi về Việt Nam, đặc biệt là cái sự đối xử không tử tế của những người thân và cái sự trở ngại khi mà tôi lãnh tiền hưu. Khi mà tôi quyết định trở về Việt Nam, tôi hy vọng sẽ được sống gần gũi với gia đình của mình, cũng như là có được một cuộc sống bình yên. Nhưng mà thực tế nó hoàn toàn, nó khác rất là nhiều. Người thân của tôi đó, những người mà tôi từng nghĩ sẽ là một cái chỗ dựa tinh thần, lại biến thành những người mà đã lợi dụng tôi cũng như là đối xử với tôi không có được tử tế cho lắm. Ngay khi mà tôi về đến nhà, người thân đã liên tục tìm cách vay mượn tiền. Họ biết rằng tôi được lãnh tiền hưu từ Mỹ, cho nên là đã không ngừng thuyết phục tôi là cho họ vay tiền. Có một số người còn giả vờ tâng bốc, khen ngợi tôi là Việt kiều thành đạt, nhưng mà có mục đích thực sự chỉ là để lấy lòng cũng như là moi tiền ở tôi. Có những lúc họ tạo ra những cái câu chuyện thương tâm, họ giả vờ khó khăn để khiến cho tôi mũi lòng mà tôi cho tiền họ. Nhưng mà sau khi nhận được tiền, họ hoàn toàn không có ý định trả lại tôi. Cụ thể là có một lần, người em họ của tôi đã đến nhà và đã kể rằng gia đình anh ta đang gặp một cái sự khó khăn, con cái đi học thì không có tiền để mà đóng tiền trường. Thực ra thì thương cảm mà, cũng như là tin tưởng nữa. Cho nên tôi đã cho anh ta vay một cái số tiền cũng khá lớn. Nhưng mà sau đó tôi đã phát hiện ra rằng anh ta đã dùng cái số tiền đó để mà cá độ đá banh, cũng như là đã đầu tư vào một công việc kinh doanh cá nhân mà không hề có ý định trả lại tôi. Không chỉ như vậy, có người còn tìm cách lấy cắp cái tài sản của tôi. Có một lần, tôi phát hiện mình bị mất một cái số tiền lớn sau khi mà có người thân đi đến nhà để mà thăm tôi. Dù là tôi biết rõ người lấy là ai, nhưng mà tôi không có bằng chứng cụ thể, cho nên tôi không có tố cáo việc này, cũng như là không có ý định mà tôi lấy lại cái số tiền đó. Bên cạnh đó thì khi mà tôi nói về cái chuyện lãnh tiền hưu, việc mà chúng ta lãnh tiền hưu ở Việt Nam
nó cũng gặp nhiều cái sự khó khăn. Mặc dù là năm nay tôi đã 65 tuổi, trước đó thì tôi sinh sống tại San Francisco của tiểu bang California, nhưng mà việc chuyển tiền hưu đi về Việt Nam nó không hề đơn giản như là chúng ta đã từng nghe trước đó. Các thủ tục hành chính phức tạp, quy định chuyển tiền nó cũng nghiêm ngặt và phí dịch vụ nó cũng cao. Nó làm cho tôi mất đi nhiều thời gian cũng như là nhiều công sức để mà tôi có thể nhận được cái số tiền hưu của mình. Có những tháng thì tiền hưu của tôi không có đến đúng hạn, khiến cho tôi đã cảm thấy phải khó khăn, đã gặp một cái sự khó khăn trong việc trang trải cuộc sống hàng ngày. Những cái sự khó khăn này nó đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi cảm thấy căng thẳng, tôi thực sự muốn trở về Mỹ, nơi mà tôi có thể sống một cuộc sống an toàn cũng như là ổn định hơn. Ở đó, tôi không phải lo lắng về mọi cái sự lợi dụng của người thân hay là những cái sự khó khăn trong việc mình nhận tiền hưu. Tôi hy vọng là anh có thể rút ra được những cái bài học từ những cái trải nghiệm của tôi. Nếu mà có cơ hội, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mà đưa ra quyết định hồi hương và luôn chuẩn bị một cái kế hoạch dự phòng cho mọi cái tình huống nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Cảm ơn anh đã lắng nghe cũng như là chia sẻ cùng tôi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tôi rất trân trọng những video tâm tình mà anh đã tạo ra. Chúng ta thực sự có giá trị khi mà nghe được những điều này, cũng như là những video của anh đã giúp ích cho tôi khá là nhiều trong việc tôi có nên quay trở về Việt Nam hồi hương hay không. Chúc anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chào thân ái, ký tên một người đặng danh. Như vậy thì có thể thấy là quý vị và các bạn đã vừa được nghe qua, đây là hai cái lá thư đã được một bác Việt Kiều. Ở đây Thái Võ có tên tuổi cụ thể quý vị. Tuy nhiên thì bác này muốn ẩn danh cho nên là Thái Võ xin được ẩn danh. Thì nhìn chung là ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, khi mà quý vị đã nghe xong rồi đó, quý vị có thể cho biết một cái sự nhận xét đi. Cũng như quý vị thấy video hữu ích, thấy video này chia sẻ cũng thiết thực, thì quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những video trong những ngày kế tiếp. Bây giờ Thái Võ cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin gửi lời cảm ơn, xin gửi lời cảm tạ đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và đã luôn lắng nghe video của Thái Võ trong suốt thời gian vừa qua. Cuối cùng thì Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video kế tiếp. Xin chào quý vị.